các bác cô chú anh chị nhá, phấn khởi quá, hôm nay lại có cây đẹp để khoe các bác vào ban đêm. Đấy, hôm nay rất là mệt mà đi cả ngày, muốn nghỉ lắm nhưng mà không chịu được các bác, có cây mới là phải vật ngay. Đẹp quá các bạn, đẹp. Đấy, thì cũng chỉ mong là mỗi đêm, hàng đêm đều có video cây mới để khoe các bác và phục vụ các bác. Một cây quá tuyệt vời, đầm lùn. Cái chậu này dài đâu đấy 60. Này, thân vệ. Một cây form khá là hoàn thiện, rất sạch. Cao đến tầm 30 phân. Tầm 30 phân. Đấy. Trên cái chậu Đồng Nai rồi. Chậu Đồng Nai này. Đấy, các bác nhìn phê không? Tí nữa nhấc ra sửa sang lại xong rồi tùy vào sức khỏe của mấy phút nữa thì một là cho cái chậu này lại trồng lại, hai là ăn con 1979 này. 1979 này thì rất hợp với gấu đấy, cây này gấu nó vật lại được cái chậu nó cỡ này, chứ cây mà nhỏ mà hiền thì không vật được cái chậu này. Chậu nó nuốt một cây, con này gấu nhưng mà con này nó nặng quá thì em rất là ngại. Vì đất nó cằn quá, khô, chẳng có chất gì thì thay luôn, chứ để nguyên này nó cốt chậu nó sạch sẽ nhìn sướng như các bác. Đấy, mặt sau đây. Đấy, mặt sau đây. Hơi khó nhìn các bác nhỉ. Cái này xin phép không vật lá các bác nhỉ. Đấy, mặt sau đây. Đấy, rất rụt rịt, cục kịch, thiên hướng lão. Theo góp ý của anh em và tôi cũng ý kiến của tôi là bỏ cái hai cái rễ này đi thì nó thoát được cái thân này. Ý đấy là một cái luồng ý kiến nhá, tôi đang phân vân nhá. Cái thứ hai là tôi cắt đến đây, cắt toàn bộ hai cái đến đây để cho nó xòe chân ra, và cái này bắt vào đây, cái này thì để đẩy thẳng ra. Đấy, cũng là một ý, thì tí nữa thử nghiệm, nếu mà vẫn thấy không ổn thì cắt, chứ cắt thì phút mốt. Đục lại cái sẹo này, ai để đục thế này nhìn lởm khởm quá, đục kiểu này nhìn chết cười đi mất. Tân thì thôi không động vào nữa, mặc dù đục năm điền thì nó biến ra lắm, quằn quại luôn ấy, nhưng mà thôi, tôi thích nó nguyên bản, tôi không thích đục đâu, nhưng mà buộc phải đục thôi. Ai cái rễ này cũng xử lý bằng một số nhẹ nhát đục cho nó nhẹ cái chỗ này đi, trong này nó còn có bệ này, dưới này còn bệ nha các bác nhé. Đấy, mặt này ok rồi. Đấy, đây cái chỗ này, cái sẹo này, cái rễ này là ngày xưa là hắn hạ, chắc là hắn cái rễ nó hạ từ đây xuống bỏ vào đây, hạ cái này đi thì đục cho nó cái sẹo này cho nó đẹp, thì nhìn cái vết cắt này chối quá. Đây vết này, thế thôi, toàn thân là sạch sẽ rồi. Bới cái bệ này ra và nhiều chỗ mùa này mình chích ra cho nó phun bệ đỏ ong luôn, mùa này yên tâm. Ý tưởng là vậy, bây giờ làm các bác nhé, cây rất giá trị các bác nhé. Đây, từ trên xuống dưới cho các bác xem. Đấy, mơ màng thân yêu chưa, hôm nào đốt cái gì cứ nổ ầm ầm, nó khiếp quá. Mơ màng thân yêu chưa, cây rất giá trị các bác nhé. Rồi ok, dựng máy lên làm thôi. Thank you.
Rồi chém ra, đây này.
nó các bác là định cho ăn vào cái con chậu 1979 này, nhưng mà nặng lắm, vừa khít luôn, đẹp luôn, nặng lắm. Thôi ta cứ vã vào cái chỗ cũ này trồng lại đi, thế là ngon các bác nhá. Trồng đã khuya quá. Thank you.
Đấy, các bác trồng xong rồi các bác, dáng dấp hơn đúng không? Ngày trước người ta trồng nó bị xuôi xuống dưới. Rồi phang vào một cái rễ kia, để một cái vẽ vách gần như là một cái lão siêu á. Đấy, rất hay. Rất hay. Rất hay các bác nhé. Đấy. Được rồi. Chậu này cũng hợp. Chỗ này cũng hợp dáng. Cũng đúng cái gu mình thích. Màu nâu đất và vuông thành sắc cạnh, vuông thành. Đấy. Rồi, xong rồi các bác, lại tận cận cảnh tận nơi nhá. Tí nữa quên lấy cái thước đo phát cho nó.
Tay nó khổ thế đấy. Chỗ 50. Củ bí 50. Dài rộng là 35. 35 50. Tay cao 35 37 phân, 35 phân. 35 phân. Đó, và cái chiều hồng ngang của nó là 56. Đây các bác. Đấy, sau đặt viên đá nhẹ vào đây, viên đá phẳng ở đây thôi. Cái này nó ôm xòe ở đây là ok, cái dễ này. Cái này bỏ đi hợp lý rồi. Đấy. Đấy, nắn thẳng nhìn nó khác ngay. Tôi định để hai cái nhưng mà hai cái nó song song không cần thiết. Để cho nó thoát cái bệ này ra. Định đục thêm chút đầy với lại mấy chỗ nhưng mà hàng xóm nó có trẻ con nó đêm nó vàng nó tranh trách là nó khó ngủ. Đấy, đục được cái này là yên tâm rồi. Móc méo cái là yên tâm rồi. Tạm tạm. Này phải đục tí nữa. Đấy, để lại cái rễ nổi lên cho nó kỳ quái một chút. Mặt sau này các bác nhé. Mặt nào chơi cũng đẹp hết. Đấy. Cắt giật rút xịt cục kịch. Đấy, rút xịt cục kịch. Sạch chút. Nói không dám nói to các bạn. Đấy. Chỗ này để đầy bóng lên phát là ok. Cây này số má, chắc cố giữ cây này thôi. Cố giữ cây này. Đấy. Đẹp chưa? Cái sẹo này chẳng quan trọng đâu. Bo này. Và nó chai sần thì sau rạch thêm cũng không cần nó liền. Tôi cũng chẳng cần nó liền nữa thôi. Sạch sẽ cần thân cốt sạch sẽ. Mày tôi đục nhẹ chỗ này tí cho nó đỡ còn cái vết cắt này. Thế thôi. Đây gầm gừ đây. Quá hay này. Đấy. Quá tuyệt vời các bạn. Chắc là cốt điển đẹp nhất cỡ mini mà tôi từng có đây. Thích hơn cả mấy cây giáng làng này trước các bác ạ. Rồi ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Đẹp quá.